Vậy thì lúc này câu hỏi em sẽ tự phải hình dung nghĩ trong đầu, ủa vậy thì mình sẽ chạy quảng cáo ở đâu? Nếu nó là long form video, nếu nó là video bình thường, mình phải chọn platform video. Không thể nào mà sản xuất ra một cái video giống như một số bạn nãy giờ cứ nói là làm digital trên social, tất cả đều bưng hết lên social. Trên social cũng được, em cũng build được, nhưng mà em build risk, em không build được view. View là người ta coi của cái video của mình lâu hơn. Khi nói về bây giờ mình cái chữ mà traditional là nó có những cái kênh mà nãy giờ mình nói, giờ mình tạm thời bỏ nó ra bên, chị vẫn để vô đây để các bạn hình dung ra, nhưng những cái còn lại mới là digital. Vậy thì khi nói làm digital marketing là làm hết trên tất cả những cái platform này nha, chứ không phải chỉ làm trên social nha các bạn nha. Một ngày nào đó social Facebook nó chết rồi thì lúc đó mình làm cái gì? Chả lẽ cái ngành học của tụi em chết, em thất nghiệp luôn, em đi về quê rồi em trồng cây chăn ca nuôi 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 heo rồi nuôi cá hay sao, đúng không? Đó thì cái này nó chết thì nó còn những cái khác, miễn sao là những cái tool này, những thiết bị này nó vẫn còn thuộc digital. Thì mình sẽ đi vô đến cái đầu tiên. Cái đầu tiên của mình đó là mình nói về video. Cái slide này nó có rất là nhiều thứ. Thật ra là những cái mà chị nói á, nếu mà được á, các bạn mình hãy cố gắng ghi chép lại thì mình sẽ hiểu kỹ hơn, nhớ hơn rất là nhiều. Đó là một cái cơ hội rất là tốt để các bạn hiểu sâu hơn. Rồi mình nói về video. À, mình đầu tiên là mình nói là theo cái segmentation này nè, video, social network, website, app hoặc là chat hoặc là công cụ tìm kiếm hoặc là trang web trình duyệt hoặc là những cái như O2O hoặc là ride-hailing, food aggregator này kia hoặc e-commerce, là nó có rất trong từng cái segmentation nó lại có rất là nhiều cái platform khác nhau. Thì mình cũng at least mình phải hiểu được từng platform khác nhau đấy nó sẽ phục vụ cái nhu cầu khác nhau cho người dùng ra sao. Và trên từng platform đó, chị chưa nói về cái câu chuyện là chất liệu nha. Chất liệu là cái asset quảng cáo, nó là banner hay TVC hay là nội dung của quảng cáo. Trên từng platform nó sẽ còn có chất liệu khác nhau, nó sẽ còn có nội dung khác nhau, tùy thuộc vào gọi là cái chiến lược quảng cáo của mình như thế nào. Nên nó rất là nhiều lắm. Chị chỉ nói giống như là chỉ là một cái foundation cho các bạn, để at least là các bạn từ từ đi xây được cái móng cho nó vững chắc, thiệt là chắc cho chị. Xong rồi từ từ mình cứ xây nhà, mỗi một ngày mình đắp một viên gạch lên là coi như là mai mốt là mình expert ha, digital guru ha. Đó, vậy thì á, giờ mình nói về video. Video thì có các bạn, cái platform mà bự nhất khi mà nói về chạy video, chẳng hạn như là bây giờ em nghe nói là nhãn hàng có một cái em là brand đi, em là brand, em làm ra một cái TVC quảng cáo thông điệp, mà TVC này của em có thể là 30 giây, 15 giây, hoặc em làm những cái long form video, người ta gọi hay còn gọi là MV, là music video. Vậy thì lúc này câu hỏi em sẽ tự phải hình dung nghĩ trong đầu, ủa vậy thì mình sẽ chạy quảng cáo ở đâu? Nếu nó là long form video, nếu nó là video bình thường, mình phải chọn platform video. Không thể nào mà sản xuất ra một cái video giống như một số bạn nãy giờ cứ nói là làm digital trên social, tất cả đều bưng hết lên social. Trên social cũng được, em cũng build được, nhưng mà em build risk, em không build được view. View là người ta coi của cái video của mình lâu hơn. Đó, nên các bạn phải nhớ được những cái điều đấy. Thì ở đây ví dụ như YouTube là long form cũng được, short form cũng được. Và nội dung ở trên này đa số mọi người coi là theo nội dung là một chiều. Một chiều là sao? Có phải là mình đâu có đóng góp, mình đâu có làm gì trên đó đâu, đúng không? Mà là mình lên đó có sẵn rồi, có anh A, chị B, chị C, rồi công ty này, công ty kia, họ có những cái nội dung mà mình chỉ cần nhớ cái channel của họ, hoặc là mình lên top trending thôi là mình có thể vô mình coi rồi. Trending là gì? Thịnh hành. Đó, cái tab mà thịnh hành đó, đó, thịnh hành về music, thịnh hành về tất cả là các bạn có thể coi được. Nhưng ở trên TikTok, TikTok thì sao? TikTok thì là lúc này các bạn sẽ là những hai chiều. Bạn có thể là người coi, bạn cũng có thể là người sáng tạo nội dung. Sáng tạo nội dung đôi khi rất đơn giản, ví dụ giờ chị nghe một cô bé xong rồi chị hát nhép theo, hoặc là chị quay cái video đôi là giống như một người nào đó đang làm xong rồi chị làm theo với họ, hoặc là chị nói nối giống như là đang gọi là gì, trao đổi lẫn nhau vậy đó.